Xin chào quý vị và các bạn, chào các game thủ. Có một cái vấn đề như các bạn nhìn thấy đây nè. Đối với một số mà anh chị em chơi game HeroQuest này á, thì như mình nhìn thấy đây ha, tức là giả sử như trong cái lượng mà HGU á, cái lượng mà nó thưởng cái HGU màu vàng này nè, nó nhiều quá, thì mình ngồi mình bấm mình chơi nó nhiều thao tác quá, nhiều hồi cũng một số mình cũng thấy nó mệt ha, nói chung cũng lười biếng. Thì trên cái các cái ứng dụng mà hỗ trợ cho game thì cũng có một cái này nó hỗ trợ là rất bổ ích cho những người chơi như chúng ta. Nói chung là tạo cho chúng ta được lười biếng hơn thêm xíu nữa ha. Ví dụ như đây. Nhưng mà còn có cái đặc biệt như thế này các bạn, như giờ thấy nếu mà mình chơi mà ở cho ăn ở cái mức cái level cao á, thì nó lại có tốn về cái HCT. Nhưng mà để cái đỡ cái tốn cái HCT này thì nó cho ở mình cái mức là từ level 1 đến level 5 này là mình cho ăn nhưng mà không tốn HCT. Nhưng mà bạn cứ bạn nghĩ là cái lượng mà nó cái như thế này nó nhiều quá, mà có những bạn đi đến cái hàng triệu cái HGU. Cho nên nó nhiều quá, mình cứ ngồi mà bấm mà 80 như thế này thì rất lâu. Cho nên nó có một cái ứng dụng mà giúp đỡ cho chúng ta làm những việc đó. Thì trong cái này thì mình cũng đã tài rồi, đã cài rồi nha. Cái này là auto clicker. Tức là cái thay mặt cho chúng ta click ha. Thì cái này ở này là cái phiên bản miễn phí mà chúng ta có thể tải ở CH Play. CH Play. Nói chung App Store này thì có. Và trong quá trình mình tải về thì mình sẽ bật lên để cho nó thực hiện. Nhưng mà trong quá trình bật này là do một số cái ứng dụng trong cái ứng dụng của chúng ta nó đòi hỏi vấn đề về cái tại vì cái quyền á, thì chúng ta cấp quyền cho nó mới mở nha. Rồi thì ở vấn đề là các bạn như thấy là tức là mình khi mà mình mở lên thì nó giao diện như thế này và thực hiện thì như thế nào. Giờ mình muốn thực hiện thì như thế nào thì các bạn đây chia sẻ cho các bạn về cái cách thực hiện. Thì trên cái giao diện này sẽ bấm dấu cộng nè, bấm dấu cộng thì lúc này nó mới ra một cái chỗ này, nó ra một nút gọi là cái thanh công cụ để mình nhấn. Thì nếu mà ví dụ như giả sử mình nhấn tiếp cái nữa thì nó ra thêm một cái nút thứ hai, tức là nhiều, ví dụ có nhiều thao tác còn bấm thì mình ra nhiều hơn, còn nếu không thì mình bấm dấu trừ cho nó mất đi, tức là mình còn giữ lại một cái. Nhưng mà trong cái giữ này tức là mình muốn đưa tới cái chỗ cái vị trí này mà cần click đó, ví dụ như chẳng hạn mình bấm như bấm play thì cái này nó bắt đầu nó nhấn click nè, về khi nào mình bấm thì mình dừng. Nhưng mà ở cái này các bạn chú ý là có cái nếu mà mình chưa chỉnh về cái thời gian thì nó sẽ ra rất nhanh, ví dụ 100 mili giây rất nhanh. Nhưng mà ở cái trò chơi này nếu mà giả sử như ai mà có gộp tự động thì mình chỉnh khoảng cỡ 620 cỡ 62 mình chơi, tức là khi quá trình nó cái có cái thao tác gộp tự động này nó sẽ vừa trong cái khoảng cỡ 12 cái khay thức ăn này. Mình bấm ví dụ như chẳng hạn như các bạn thấy mình bấm play nè thì tức là lúc này nó sẽ tự click, nó tự click trang. Và trong quá trình nếu một số bạn mà có cái mua cái gói mà nó gộp thức ăn thì nó cũng sẽ tự gộp cho mình. Lúc này mình chỉ cần mình nhấn vào đây để cho nó tự gộp thôi, rồi mình có thể mình lướt qua mình làm những cái việc khác nhanh hơn để cái này nó tự trang. Và trong quá trình này mình do mình có mua cái gói tự gộp cho nên nó sẽ tự trang và tự gộp lại. Nhưng mà có một cái vấn đề hết sức chú ý của chúng ta là về nếu mà giả sử như tới thời điểm mà các cái thức ăn này nè nó gộp tới cái level 10, 12 rồi 13 thì chúng ta đẩy hoặc là chúng ta bấm dừng đi để cho lên cho những cái hero này chúng ta ăn. Còn không trong quá trình nó thao tác thì mình đẩy lên như thế này là vẫn được nha. Tại vì sao phải chú ý đó, chứ nếu mà các bạn mà để luôn á, thì nó sẽ nhảy lên cái level cao hơn thì lúc này nó là sẽ ở cái mức level này nè. Cái này là chỗ này thì nó hiện cơ nó tiếp tục vậy, nó lên cái level cao thì nó sẽ nhảy nó có lại nên mình sẽ bị tốn HCT.
Cho nên phải chú ý trong quá trình mình cũng vẫn canh nha, vẫn canh, tức là này nó đến cái level của 13 là bắt đầu mình đẩy là mình sẽ ăn. Mình bạn mà quên mà để hơn thì lúc này nó sẽ nhảy ở dưới này. Nó sẽ nhảy ở cái chỗ cái này, nó nhảy lên ở mức level 13, 14 rồi sẽ mình sẽ bị tốn mất HCT nha. Và phải chú ý hết sức. Đấy, muốn muốn dừng thì mình bấm dừng thì mình thôi, còn nếu được tiếp thì mình bấm vào play. Rồi bấm và nó sẽ tự tự trang và tự gộp, rồi đỡ cho cái thao tác và mình ngồi mình canh và mình phải nhấn 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 thường xuyên ha. Rồi vậy mình cũng chia sẻ cho các bạn để có cái tiện ích này, để giúp chúng ta trong cái chơi cái game này, đỡ rồi phải cầm cuội mất thời gian cho nó nhiều. Hy vọng là clip này thì cũng có sẽ giúp hữu ích cho một số bạn chơi game, và nếu các bạn thấy hữu ích thì nhớ like chia sẻ nha, ủng hộ cho mình nha. Đây, về tiếp tục cái này là cái phần mình cho các bạn xem lại về cái con cô của mình đây nha các bạn. Tức là hôm nay mình đã cho nó mắc level rồi, nhưng mà ở đây thì nó chỉ có cái bảng cái chỗ này là chỉ BK4 thôi, do cái này này là không lên được cái không có Holy. Thì chẳng ở đây thì mình cũng chia sẻ cho vậy các bạn, thì cũng hy vọng các bạn nào đó cũng những cái bàn tay vàng nào đó thì nhấn vào thì may đâu cũng sẽ được con cô như mình. Chào các bạn nhé.